Bãi rác khổng lồ trước mắt này nằm ở phía nam Accra, thủ đô của Ghana. Đó là bãi rác thải điện tử lớn nhất thế giới cũng là nơi sinh sống của hơn 80.000 người. Tại đây, bạn không chỉ có thể thấy rác thải điện tử từ khắp nơi trên thế giới, mà còn có thể thấy một nhóm lớn những người nghèo, sống bằng nghề đốt rác. Họ làm việc quần quật cả ngày, trong làn khói cuồn cuộn, cay xè và khí độc chỉ để tìm những kim loại có giá trị và bán lấy tiền. Ở vùng đất bị tàn phá này, một nhóm chàng trai ở độ tuổi 20 chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, bất chấp những tác hại lâu dài của các chất độc hại mà mất đi tính mạng quý giá. Vào những năm 1990, bãi rác này được gọi là Abbox Blocker chỉ chứa một lượng nhỏ rác thải điện tử. Nhưng với sự phát triển nhanh chóng của các nước phương Tây, ở đây mỗi năm đều tiếp nhận hàng triệu tấn rác thải điện tử, ấm đun nước, phụ tùng ô tô, tủ lạnh, máy tính, điện thoại di động. Ở đây không có thiết bị điện tử mà không tìm thấy được. Phóng tầm mắt nhìn ra, khói dày đặc cuồn cuộn trong không khí, những vũng nước thải dầu nhớt vương vãi khắp đường. Trong bãi rác hôi thối này, nhóm thanh niên 20 tuổi đang theo đuổi ước mơ. Ước mơ của bọn họ là làm giàu nhanh chóng nhờ công việc đốt rác. Đây là Muhammad, 21 tuổi. Anh là người quản lý của nhóm các chàng trai này. Anh ấy nói với các phóng viên rằng bạn có thể ở đây một tuần và tôi sẽ dạy bạn mọi cách kiếm tiền. Ba chàng trai bên cạnh là Razak, 22 tuổi, Awa, 25 tuổi và Ialu, 27 tuổi. Họ đều là đồng hương của Muhammad. 5 năm trước, họ rời quê hương miền Bắc với hai bàn tay trắng vào đây để theo đuổi giấc mộng giàu sang. Ở đây không cần vốn, chỉ cần chịu khó là có thể kiếm tiền. Họ thành lập một đội nhỏ, Muhammad là người quản lý của đội. Bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng, các chàng trai chuẩn bị bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Những gì họ đang đốt ngày hôm nay là một loạt các dây điện. Những người này nói với phóng viên rằng sau khi đốt cháy lớp bọc nhựa quanh dây cáp, tất cả những gì còn lại là một đống dây đồng thật là lãng phí tiền bạc. Nó có thể được đóng gói và bán trực tiếp. Thông thường một bó dây đồng như vậy có thể được bán với giá 2 CD Ghana, khoảng 4.000 đồng. Tuy nhiên, khi đốt cháy lớp vỏ nhựa, nhiệt lượng do ngọn lửa đốt cháy rất cao. Những người bình thường khó có thể chịu đựng những sóng nhiệt không ngừng truyền ra, khói đen dày đặc cuồn cuộn trên mặt đất. Nó chứa một lượng lớn dioxin và chỉ chết người. Các chuyên gia đã phát hiện một lượng lớn cadmium, chì và các chất độc hại khác tại đây. Chúng gây chết người, nhưng những cậu bé này không quan tâm đến điều này. Họ dùng que liên tục chọc vào những sợi cáp đang cháy để đốt cháy chúng triệt để hơn. Sau một thời gian, phóng viên cảm thấy không khỏe. Anh ấy nói rằng toàn bộ khoang mũi của anh dường như đang bốc cháy. Nhưng những chàng trai bên cạnh tôi đã quen với điều đó từ lâu. Họ phải làm việc hơn 9 tiếng mỗi ngày mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Trong thời gian này, các công đoạn này phải được lặp đi lặp lại, liên tục. Được biết, ở đây có rất nhiều công nhân đốt rác mắc bệnh nan y khi còn rất trẻ. Trong bệnh viện gần nhất, mỗi ngày đều có công nhân của bãi phế liệu bị ung thư. Nhiều người trong số họ đều là những chàng trai mới ngoài 20 tuổi. Một khi phát hiện mắc bệnh ung thư, họ chỉ biết chờ chết vì bọn họ căn bản là không có tiền chữa trị. Mới làm được 5 phút, phóng viên đã cảm thấy có mùi hôi, nóng rát ở miệng và mũi. Mùi nước hoa trên người anh trước khi ra ngoài sớm đã bị thay thế bằng mùi hăng hắc. Nếu anh ấy làm việc ở đây trong một tuần, anh ấy nghĩ rằng mình vẫn có thể trụ được. Nhưng về lâu dài, anh biết hệ thần kinh của mình sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Những chất độc hại này không chỉ làm hỏng thận mà thậm chí còn có thể gây ung thư. Ava dùng áo ngoái mũi, chiếc áo ngay lập tức để lại vết đen. Đây là khói và mùi của những chất độc hại mà họ hít phải hàng ngày. Trong đống lửa đang cháy rừng rực, các chàng trai liên tục vác, đốt, nhặt nhạnh dây đồng, lại gói thành từng bó và cuối cùng là chờ đổi thành tiền. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, tất cả các cậu bé tập trung lại với nhau. Họ nhận từng tờ tiền từ Muhammad. Đây là tiền lương của họ hôm nay, đủ để mua thức ăn. Nhưng muốn tiết kiệm là điều rất khó. Để tiết kiệm tiền và thời gian, tất cả họ đều sống trong khu ổ chuột ở phía bên kia bãi rác. Cách đó hàng chục mét là một con suối, bên này là ngôi nhà lợp ngói, còn một bên là của cải của họ. Nơi đây có 80.000 người sinh sống, họ gọi vùng đất dưới chân mình là Sodom và Gomorrah, hai thành phố đầy tội lỗi trong Kinh Thánh. Họ đã ở đây làm nhà của mình. Ở đây, không có nước sinh hoạt và không có hệ thống nước thải, dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm thì thay nhau hoành hành. Trong 5 ngày tiếp theo, phóng viên được Ialu, 27 tuổi, đưa đến và sống trong nhà của anh ta. Ngôi nhà hình vuông màu trắng trước mặt được làm từ gỗ và kim loại bỏ đi chính là nhà của Ialu. Đây là mái nhà do chính tay anh xây dựng, một con tàu bỏ hoang bị lật úp. Đây là những gì Ialu nhặt được từ bãi rác. Ialu nói với phóng viên rằng anh ấy cũng giống như những người lao động nhập cư khác. Lúc đầu, anh ấy đến Accra để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây anh ấy phải vật lộn để kiếm tiền và sống trong vô vọng.
Anh gửi phần lớn số tiền kiếm được về quê nuôi vợ và hai con. Đồng thời, anh cũng chịu trách nhiệm lo chỗ ăn, ở cho bạn gái hiện tại. Theo truyền thống, anh ấy có thể hẹn hò với bạn gái mới và thậm chí còn có thể tiếp tục cưới. Tối nay, Ialu sắp xếp cho phóng viên ở trong căn nhà gỗ đối diện, đó là nơi anh và bạn gái ở. Mặc dù túp lều trông nhỏ và tối, nhưng so sánh với nhiều ngôi nhà khác thì đã là hơn rồi. Khi màn đêm buông xuống, giao thông đông đúc lấp đầy đường cao tốc bên ngoài khu ổ chuột. Mỗi ngày hàng ngàn người đi qua đây nhưng không một ai muốn ở lại. Người phóng viên rất cảm động, không ngờ những người này vì để nuôi gia đình mà hiển nhiên lại đánh cược tính mạng của mình. Sáng sớm hôm sau, phóng viên và Ialu vội vã đến bãi rác. Dọc đường Ialu kể về cuộc đời mình, anh nói rằng anh cũng có những ước mơ của riêng mình giống như bao người trẻ khác. Nhưng hiện thực đã giam cầm anh trong hố sâu, giờ đây anh chỉ mong kiếm được nhiều tiền rồi về quê mở cửa hàng tiếp tục kiếm tiền. Ialu không còn trẻ nữa, anh ấy muốn làm việc ở đây thêm 2 năm nữa. Nếu lúc đó chưa làm ra tiền thì về quê sống. Vẫn còn nhiều công nhân đốt rác trong bãi thải và sự cạnh tranh của mọi người rất khốc liệt. Nhìn xung quanh, nhiều người đàn ông đang tranh nhau đốt dây cáp, công việc không lúc nào ngừng nghỉ. Mọi người đều cầm một cái móc với hy vọng tìm thấy thứ gì đó có giá trị trong mớ hỗn độn. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chăm chỉ của bản thân. Nhìn lên, phóng viên thấy rằng Ava đang la hét với các đồng đội của đội khác, buộc tội họ đã bí mật lấy đi sợi dây đồng mà anh ta vừa đốt, ăn trộm thành quả lao động của mình. Anh cho biết mình đang rất cần dây đồng để kiếm tiền nuôi mẹ và đứa con trai 7 tuổi. Nhưng cuối cùng, Ava chỉ có thể từ bỏ. Hắn không có chứng cứ gì chứng minh đối phương trộm đồ. Anh trở nên chán nản, làm việc cật lực trong nửa ngày, nhưng sợi dây đồng bị cháy đã biến mất. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn thế này nữa? Mặc dù người dân ở đây tự cho mình là sống trong thành phố tội lỗi, nhưng trong tim họ vẫn xây dựng rất nhiều nơi cho tâm hồn trú ngụ. Nhà thờ Hồi giáo, khách sạn, quán cà phê, phòng tập thể dục, thậm chí là phòng tắm. Tất cả mọi thứ mặc dù đây không phải là những tòa nhà có thật nhưng họ cho rằng đây là khu sầm uất, là thiên đường trong mơ tạm thời bị thu nhỏ. Sâu trong khu ổ chuột, có một người bán buôn thường xuyên làm việc với những chàng trai này. Anh ấy cung cấp cho nhóm nhỏ này nguồn rác thải điện tử, sau đó tái chế kim loại từ rác thải đã cháy. Tên anh ấy là Babatun. Ở Ghana có rất nhiều người có tên đó. Nhưng chỉ có anh ấy mới có được sự tôn trọng của những chàng trai này. Hôm nay, Babatun mang ra một loạt linh kiện máy tính để anh chàng chọn những thứ mà anh ta thích. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì anh ta có trong kho. Trong một cái sân đổ nát được bao quanh bởi những tấm ván gỗ kia vẫn còn nhiều kho báu đáng để khám phá. Công việc của Babatun tốt hơn nhiều lần so với công việc của người đốt rác. Nhưng anh ấy nói rằng không có gì đáng ghen tị. Miễn là họ có tiền để đầu tư, bất cứ ai cũng có thể làm điều đó vào bất cứ lúc nào. Ở đây, vẫn còn nhiều anh tháo ráp đồ điện tử kiếm sống. Người đàn ông trung niên tên Amit này cho biết, anh có thể tháo dỡ case máy tính như thế này 18 chiếc trong một ngày. Mỗi hộp anh ta có thể tìm thấy kim loại trị giá 5 CD Ghana. Thu nhập một ngày của anh ấy ước tính là khoảng 500.000 đồng một ngày. Đó là thu nhập khá tốt, Amit rất hài lòng. Lúc này đã gần 11 giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đã đến giờ ăn trưa. Nhưng khi phóng viên quay lại bãi rác thì thấy những người khác hoàn toàn không có ý định dừng lại. Công việc thiêu đốt vẫn đang diễn ra sôi nổi, Ava nói rằng anh ấy đang rơi vào một khó khăn khác. Anh phát hiện chiếc ví trong túi quần đã biến mất, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, Ava nghi ngờ rằng ai đó đã lấy trộm chiếc ví của mình. Trong ví có 84 CD Ghana, khoảng 180.000 đồng. Đây là số tiền mà anh ấy tiết kiệm vất vả mới kiếm được. Toàn thân Ava đã ướt đẫm mồ hôi, anh ấy lo lắng và không thể mua đồ cũ nếu không có tiền. Và nếu không có thứ gì đó để đốt, thì không thể tiếp tục kiếm tiền được nữa. Trong nửa ngày tiếp theo, Ava cảm thấy rất khó chịu, số tiền tiết kiệm mà anh vất vả dành dụm cứ thế mà biến mất. Anh ấy rất lo lắng rằng nếu tiếp tục như này, anh sẽ không bao giờ bước ra khỏi bãi rác được nữa. Cho đến khoảng 5 giờ chiều, một ngày làm việc vất vả gần kết thúc. Các chàng trai gói tất cả dây đồng vào bao tải và mang đến cho người bán buôn để cân và bán. Cho 53 CD Ghana, khoảng 120.000 đồng. Đây là số tiền mà Ava kiếm được ngày hôm nay. Razak, 22 tuổi, đã làm việc ở đây được 4 năm. Lúc đầu, anh chỉ muốn tìm một công việc thợ điện ở phía Bắc. Sau này tình cờ anh trở thành một công nhân đốt rác. Bé gái đáng yêu trong vòng tay anh là cô con gái 2 tuổi của anh. Mặc dù con gái luôn sống cùng với anh, nhưng Razak không thấy vui vì môi trường ở bãi rác quá tồi tệ. Khắp nơi đều là chai lọ, thủy tinh và kim loại và còn có rất nhiều khí độc. Những thứ này quá nguy hiểm đối với trẻ em. Nhưng anh không còn cách nào khác, nhà quá nghèo. Hiện tại anh chỉ có thể cho con gái mình điều kiện sống như vậy.
Anh nghĩ chỉ cần dành dụm đủ tiền, anh sẽ gửi con gái về quê đi học. Razak rất yêu con gái và muốn cô bé lớn lên sẽ trở thành y tá, như vậy mới có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Nếu bị ốm, con gái cũng có thể tự chăm sóc bản thân giống như Razak. Vẫn còn có nhiều công nhân đốt rác sống ở đây với con nhỏ của họ. Ai cũng không muốn con mình sống một cuộc sống như vậy, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Ramadan. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, các tín đồ bước ra khỏi nhà đến khu vực trung tâm của khu ổ chuột đồng thanh hát và nhảy cùng nhau để ăn mừng. Mỗi anh chàng háo hức ở đây đều cách xa nhà hàng trăm cây số. Khoảnh khắc này dường như họ đã tìm thấy sợi dây tình cảm gắn kết với nhau. Sáng hôm sau, Muhammad nghe tin Ava bị mất ví tiền, sẵn lòng bù cho cậu ta một chút tiền tổn thất. Muhammad dù không bù được nhiều tiền, nhưng có còn hơn không, Ava rất hạnh phúc, trên khuôn mặt lại nở lên một nụ cười. Anh ấy rất biết ơn sự hỗ trợ của Muhammad và anh ấy dường như có động lực để tiếp tục làm việc. Hôm nay các chàng trai ra ngoài mua một lô hàng vừa từ nước ngoài về, sau đó bán nó cho những kẻ khác trong bãi phế liệu khác. Để tạo sự khác biệt, họ vội vã kéo một chiếc xe đẩy từ bãi phế liệu. Sau khi băng qua nửa thành phố, cuối cùng cũng đến một khu chợ điện tử. Bên trong là nơi bán tất cả các thiết bị điện tử đã bị loại bỏ. Rất nhanh, Ava đã nhìn trúng một kiện phế thải, nhưng Ava nói anh chỉ đưa ra giá 30 CDs, khoảng 65.000 đồng. Sau nhiều vòng mặc cả, Ava lấy ra 40 CDs, khoảng 87.000 đồng. Thấy rằng đây là lần đầu tiên mua hàng với Ava, ông chủ cuối cùng đã đồng ý. Anh ấy cũng tặng miễn phí một tấm pin năng lượng mặt trời cho ông chủ, như vậy cả hai bên đều dễ dàng làm quen. Ông chủ đồng ý với anh, nếu có hàng tốt sẽ gọi cho anh biết kịp thời. Ba người đem số phế liệu vừa mua về bãi rác thải. Hôm nay có thể kiếm được tiền hay không phụ thuộc vào điều này. May mắn thay, những thứ phế liệu trên xe dường như rất được mọi người yêu thích. Rất nhanh chúng được bán hết ngay lập tức, các chàng trai ngồi xuống và tính xem hôm nay kiếm được bao nhiêu. Một tờ lại thêm tờ nữa, cộng lại được 160 CDs, khoảng 350.000 đồng. Trừ chi phí mua phế phẩm hôm nay, tổng cộng kiếm được tổng cộng 120 CDs, khoảng 260.000 đồng. Một ngày vất vả nữa lại sắp kết thúc và ngày mai vẫn phải tiếp tục. Sáng sớm ngày thứ năm, Iyalu vừa đến gặp phóng viên mời anh ta cùng đến bệnh viện. Iyalu nói rằng anh ấy cảm thấy không khỏe và muốn đi kiểm tra. Bệnh viện ở đây có rất nhiều người nhưng không gian lại rất chật hẹp. Iyalu nói với bác sĩ rằng anh cảm thấy khó chịu khắp người cũng khoảng 4 tháng rồi. Anh thấy mình thường xuyên bị sốt, đau đầu, tức ngực. Bác sĩ cho rằng anh cần thử máu và chụp X, quang phổi và ngày hôm sau lại đến để xem kết quả. Tuy nhiên, bác sĩ dự đoán rằng điều này có liên quan mật thiết đến công việc lâu dài của anh ở bãi rác. Trong môi trường làm việc như vậy, rất khó để bảo vệ sức khỏe, từ bỏ sớm là cách tốt nhất để tránh mắc bệnh. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với Iyalu lại là một chuyện rất khó khăn. Anh ấy phải nuôi gia đình, không làm việc này thì anh còn có thể làm được gì nữa. Sau khi kiểm tra xong, Iyalu quay trở lại bãi rác lại tiếp tục làm việc với những người bạn. Iyalu cho biết anh sẽ làm theo lời khuyên của bác sĩ, đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ bản thân nhiều nhất có thể. Như vậy mới có thể sống lâu hơn một chút. Chớp mắt đã sang ngày thứ 6, đây là ngày cuối cùng phóng viên dự định ở lại bãi rác. Phóng viên đã hiểu cơ bản về cuộc sống ở đây, nhưng anh vẫn thấy khó chấp nhận được khi hàng năm nơi đây đều tiếp nhận hàng triệu tấn rác thải điện tử. Điều này đã gây ra thiệt hại không thể đảo ngược cho cả con người và môi trường sinh thái. Theo một chính trị gia ở đây nói, nguồn rác thải điện tử chủ yếu bắt nguồn từ một số nước phương Tây chẳng hạn như Hoa Kỳ, Anh, Đức. Theo Công ước Basel, các nước phát triển bị cấm chuyển rác thải điện tử sang các khu vực kém phát triển hơn. Nhưng hiệp ước có vẻ chỉ giống như một vật trang trí, vì có quá nhiều người nghèo ở đây. Để kiếm tiền người ta sẵn sàng bất chấp rủi ro dịch bệnh mà đi đốt và nhặt nhạnh những rác thải điện tử này. Nếu chính quyền địa phương đóng cửa bãi rác trong đêm, thì hàng nghìn người đốt rác sẽ mất việc làm mà họ căn bản không còn việc nào khác để làm. Để thay đổi ngành công nghiệp đổ mồ hôi và vắt kiệt sức sống này, nhiều người dân địa phương có cái nhìn sâu sắc tích cực làm việc chăm chỉ. Họ đã cố gắng rất nhiều, hy vọng rằng trong tương lai gần, họ có thể từ bỏ hoàn toàn bãi rác thải điện tử lớn nhất thế giới gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe này. Với những tầm nhìn sâu sắc về tương lai, phóng viên trở lại bãi rác. Anh cần hoàn thành ngày làm việc cuối cùng của mình. Tuần này trôi qua thật nhanh, mặc dù phóng viên đã có một tình bạn sâu sắc với nhóm các chàng trai này nhưng họ vẫn phải nói lời chia tay. Có lẽ đó là lần duy nhất họ gặp nhau. Anh ấy có thể thu dọn đồ đạc và rời khỏi bãi rác nhưng những người này thì không. Để đáp ứng những nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất, họ vẫn phải làm việc cật lực mới có nuôi sống cả gia đình. Nếu một ngày nào đó, bọn họ kiếm được đủ tiền, họ sẽ rời khỏi đây mà không nhìn lại.
nhưng bây giờ họ chỉ biết nhìn vào khoảng không trong bãi rác. Ngày qua ngày để tạo ra một giấc mơ giàu có mờ nhạt. Hy vọng các chàng trai này mau chóng kiếm được tiền, hy vọng sức khỏe họ không bị tổn thương, hy vọng họ sớm rời khỏi bãi rác khổng lồ chứa đầy chất độc hại này. Đây là một góc nhìn chân thực, ghi lại những cảnh chân thực trên thế giới. Cảm ơn bạn đã quan tâm.